BTC buy một lệnh X50 lên đi các bạn. Hôm qua trade còn một lệnh, còn lệnh 100 đô X50 mà để quên, mà sáng nay lên 86% luôn. Hôm qua trade còn lệnh 100 đô, đêm qua ngồi tám với mấy anh em đó. Nè, tôi chụp hình cho các bạn coi. BTC hiện tại các bạn X50 lên được nha. Giá rất đẹp luôn, M1, M1, M5, M30 đều đang là ủng hộ cho một cả tăng, đều là đồng pha với nhau á. Nè, các bạn coi đêm qua cái lệnh sáng ngủ dậy coi lệnh X2 86%. Đây, đúng rồi, bay được nè, có một lệnh này. Hôm qua lệnh này hôm qua đua xe với anh em đấy, làm chụp lên xong cái quên luôn, tôi chat với mấy anh em xong tôi like mấy anh em cho tặng máy, tôi quên chốt cái lệnh này luôn, để luôn sáng nay lên ai mới vô lần lệnh, có đang vô lệnh 47.000 đô ít 50, đang vô lệnh 47k ít 50. Năm phút hay là một phút rồi. BTC định thị trường sơ qua cho anh em, chúng ta nhìn qua chúng ta thấy là cái vùng Fibonacci 50 này bị phá rồi, hỏng rồi. Đây, D1 của Fibonacci 50 bị hỏng và lên tỷ lệ vàng, bây giờ đang nằm trên cả tỷ lệ vàng luôn và khối lượng giao dịch rất là lớn. Cái khủng này nè, màu xanh các bạn thấy không, bài học chúng ta học rồi thì phá tầm này rồi, thì bây giờ cái mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là 68.000, thậm chí nó quay về đỉnh cũ là 72k đó, rất là rõ nét, rất rõ nét. Đây, hai cây này thủng Fibonacci 50 kèm có lượng giao dịch lớn mà hai cây luôn nha, hai cây luôn, thì cái nguyên tắc đó là cái cản cái Fibo tiếp theo sẽ không là cản của nó, sẽ không còn là cản của nó nữa, nó phá đạt rồi lên 72 luôn á. Nhịp lên này là 72 đấy. Bay lên. Sáng nay còn đều năm sáng. Rồi. Bữa nay chúng ta tạm thời chúng ta đánh BTC trước. Bữa nay đánh on-call được rồi đó. On-call bắt đầu nó cũng bay tới cấp luôn á. Tại vì khi nó phá cái cục cái cản Fibonacci 50 và sao và 61,8% á. Đấy là vàng á, 618 á. Thì bắt đầu on call nó bay rồi. Em phải nhắc lại con khỏi nói. Rồi chúng ta chỉ có ngồi này, nghe nhạc đợi một chút. Anh em có câu hỏi viết ra. Tôi like khoảng 30 phút nhìn thị trường và thực chiến cùng với anh em bên Marine, bên channel thì giải ha.
anh em nhìn tay 30 phút này nhớ nhớ hôm qua không? Nhớ không? Nhớ hôm qua không? Mấy lần rồi nhớ không? Nhớ cái nến này không? À, bài học nha. Rồi mô hình nha, vai đầu vai nha, vai đầu vai ngược nha, một mà một nha. Đó đây nè, nhớ không? Học thực hành nha. Cây 30 phút nó đang hoàn thành cây 30 phút. À, hồi nãy mà một nó rớt xuống đây nó rủ một phát một xong rồi lên lại rất là nhanh, và cây 5 phút nó hiện ra một cái cây nến. Cây nến rất là đẹp. Cây nến rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Cái lệnh bài này chúng ta sẽ cây về xong 66k, chúng ta ăn khoảng 400 giá. Nha. Rồi. Quá đẹp. Sáng sớm canh chúng ta chỉ cần ngồi kỹ canh một nhịp một thôi, ăn một lần một lần một nhịp, hai nhịp một ngày, chỉ cần khoảng đúng hai lần là đủ rồi, đủ baguette rồi, dự kiến sáng nay là còn đủ baguette rồi. Hãy
bữa nay BGC sẽ lên 66.500 nha các bạn, bây giờ đang là 65.730, giá sẽ lên lại cái vùng đóng cửa này nè, 66.500 đó các bạn, hãy bay lên, canh xuống bay lên, bữa nay cứ canh xuống bay lên, TP là 66.500, ai đi volume lớn thì nhiều thì các bạn tiện ngắn thôi để giảm rủi ro, còn ai đi tiện ít thì cứ gồng lên cái mức này, bữa nay BGC sẽ chinh phục cái ngưỡng này, ok ha. Sáng nay cô mới vào một lệnh độ cao nhất rồi. Đi volume lớn canh kỹ, tự tin canh kỹ là một phát một là lượm tiền. Có nhiều ông bây giờ còn không biết. Tôi nói rồi, sau bữa nay hôm qua là kết thúc thi giải. Sau thi giải thì cũng chỉ có live bên channel thi giải thôi. Thi giải bên biến xong, tôi đã live bên channel thi giải, có đâu có live bên cộng đồng với Marine nữa đâu. Chờ, còn nhiều ông cũng không biết là phải nhân là lúc nào. Lát nghe lại clip này biết. Đang live lên channel thi giải, mọi người cập chiến với nhiều lệnh thị trường. Cái lệnh hôm qua còn treo nè. Cái lệnh hôm qua ngồi chém gió với mấy anh em, xong rồi tắt máy đi ngủ. Tại vì đánh có 100 đô à, hôm qua là lúc lãi mẹ nó hết rồi. Nên sáng lên 94% luôn. Sáng nay bay lên tới 94%. Cái đà này tôi sẽ còn phân nữa. Ok, rồi đợi đi. Thank you.
Thank you.
M1 M1 mới đóng một cái nến đỏ và M5 đang gặp cản thì lệnh đua xe này anh em chốt đi nha. Chốt lệnh đua xe đi. Lệnh này có ăn 4.000. Đóng hết. Chốt. Chốt đi. Đây. Chụp hình cho anh em ha. Rồi lệnh sao lại vậy? Sáng nay live 30 phút nhìn mình thị trường sơ sơ. Lệnh này ăn được khoảng tôi đi hai lệnh, tôi nhồi lệnh, tôi đi hai lệnh, tôi ăn được 4.400 là nhiêu ta? 4.000 là nhiêu? Trăm triệu à? 4.400 200 triệu đúng không? Chốt đi nha anh em. Đua xe ít 50 mà đi volume lớn thì chúng ta sẽ không gồng, mặc dù biết là cái đà nó sẽ lên 66.500. Vì sao chúng ta biết nó lên mà chúng ta vẫn không gồng là bởi vì cái rủi ro của chúng ta rất là cao. Tôi đi có lệnh 40 mấy ngàn đô là hơn 1 tỷ, hơn 1 tỷ đúng không, tỷ hai tỷ ba, ít 50 lần, ít 50 lần đó. Ví dụ lệnh này là 47.000 đô là ít 50 nè, 28% nè, và một lệnh nữa nè, một lệnh là 8.000 mấy nè, 8.000 đô nè, ít 50 nè, ít 40 nè, 6% nè đó. Thì những cái đường mà đi volume lớn như vậy chúng ta phải nhận thức được đó là cái rủi ro rất lớn, cho nên chúng ta sẽ không không đi nhiều tiền. Không không để lâu trong thị trường, ai mà yếu yếu đừng có đi nhiều tiền ha. Chốt đi nha anh em, chốt đi xong rồi thà lấy tiền lãi đó, ví dụ lấy 4.000 đó chúng ta canh xuống, chúng ta bay, chúng ta ít 20, chúng ta gồng tới 66.000 hay là 72.000 đồng tiền các bạn, chúng ta lấy tiền lãi chúng ta gồng thì chúng ta đánh cái chiến thuật như vậy thì rất là thoải mái ha. Chúng ta đánh, chúng ta áp dụng chiến thuật như vậy chúng ta sẽ còn thoải mái lắm, chúng ta đánh chúng ta không bị áp lực về tâm lý, ví dụ như giá lên rồi nó chốt rồi không chốt gì đó, chúng ta đánh cái kiểu đó thoải mái. Bản chất cái cuộc chơi này là trò chơi tâm lý chứ không phải là canh TP SL, như trò chơi tâm lý đó nó sẽ nó tạo ra cái kết quả là chúng ta quản lý cái dòng tiền nó bao nhiêu như thế nào. Thôi lịch thị trường ngắn ngắn thôi, ba anh em nha, ba anh em nha. Tối nay có một cái buổi của bên trên được cái giải nữa nè, tối nay có một cái buổi nữa lịch lịch học hôm nay sáng nay live nè đây bữa nào sáng nay không có lịch nè, nhưng mà có live thì nhìn lên thị trường nè. Tối có một cái buổi nước vàng hát bạch, tối nay hát bạch như bận á thì tôi sẽ tối nay là học buổi học của anh em học viên rồi, tối nay anh em học viên rồi, tối nay tôi sẽ kèm anh em học viên, các bạn bận thì tôi sẽ kèm anh em học viên, tối nay như bạn bận. Đó. Ngày mai mới có lịch của anh em bên thi giải, anh xem là thi giải live trực chiến, ngày mai là hai ba anh em khác không phải là tôi kèm, ba anh em nhé.